Tinh hạt Củ Chi, Đại hội Thiếu nhi Thánh thể Củ Chi. Hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2018, lúc 9 giờ, tại nhà thờ Sơn Lộc đã khai mạc Đại hội Thiếu nhi Thánh thể cấp Hiệp đoàn. Đại hội được cha đặc trách đặt tên là Hiệp đoàn Andre Trần An Dũng Lạc, với chủ đề Hiệp thông cùng Thầy Giê-xu. Tham dự đại hội có khoảng 200 em trong 7 sứ đoàn là Sơn Lộc, Bắc Đoàn, Tân Thông, Bắc Hà, Mỹ Khánh, Tân Thạnh Đông và Bình Nguyên. Các em tập trung trong nhà sinh hoạt tầng trệt nhà thờ. Huynh trưởng Hiệp đoàn Maria Khuất Kim Phượng đã giới thiệu với đại hội cha Anton Nguyễn Sĩ Quân, đặc trách Hiệp đoàn Trần An Dũng Lạc, thiếu nhi hạt Củ Chi, trình báo cha đặc trách số các em có mặt trong ngày đại hội hôm nay. Cha đặc trách tươi cười chào mừng đại hội, chào đón các em đã đến tham dự. Với tâm tình là cha đặc trách, cha khuyên dạy các em hãy cố gắng học hỏi qua các buổi sinh hoạt, để hôm nay về dự đại hội, các em thể hiện sự hiểu biết của mình mà trả lời các câu hỏi được xuất sắc, đem vinh dự về cho sứ đoàn của mình. Cha chúc đại hội thành công tốt đẹp, chúc các em trả lời thật chính xác các câu hỏi. Sau phần khai mạc, các em được phân chia thành 7 nhóm, mỗi nhóm cử 8 em tham gia trả lời các câu hỏi. Để trả lời, các em bấm chuông, đồng thời đèn bật sáng thật rõ ràng. Ban tổ chức cử 2 người dẫn chương trình. Các người dẫn chương trình này đã đọc các câu hỏi, có màn hình lớn minh họa, vì thế các em đều hướng mắt lên để theo dõi. Sau mỗi câu trả lời đúng, điểm thưởng được nâng lên. Thời gian sinh hoạt buổi sáng được tạm ngừng để các em ăn trưa. Buổi ăn chiều được tiếp nối lúc 13 giờ. Có 7 sứ đoàn tham gia thì có 7 tiết mục diễn nguyện. Các tiết mục này là do các em tự biên tự diễn theo sự hiểu biết của các em. Vì là năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam, nên các tiết mục đều xoay quanh chủ đề này. Ngày nay, nhờ công nghệ truyền thông rộng khắp, việc học giáo lý cũng như tín lý được các em nghiên cứu kỹ lưỡng. Lịch sử các thánh, nhất là các thánh tử đạo Việt Nam, đã được các em thấm nhuần, nên đức tin các em được vững vàng. Các tiết mục diễn nguyện đã thể hiện tốt các chủ đề trên. Trong ngày đại hội này, các em nhận được dồi dào ơn Thánh Chúa, để các em ra đi mang nhiều hoa trái cho các em, cho gia đình và cho các giáo xứ của các em.